Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Tokyo Camera. Như anh em đã biết thì DJI E2S đã ra mắt được 2 ngày rồi. Anh em đã chuẩn bị thóc để sở hữu ngay cho mình chiếc flycam này chưa? Mình sẽ để link sản phẩm ở bên dưới phần mô tả để anh em tham khảo nhé. Và trong video lần này thì mình sẽ nói về một vấn đề, đó chính là bảo quản flycam. Tất nhiên rồi, với một số tiền lớn như thế thì việc bảo quản là vô cùng quan trọng đúng không? Vào video nhé, intro. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải thường xuyên kiểm tra trực quan chiếc flycam của mình. Flycam là một vật rất là dễ va chạm, dẫn đến là rạn nứt vỏ hoặc là gây ra các thiệt hại khác. Để tránh các thiệt hại này thì anh em nên luyện tập kỹ thuật lái cũng như là rèn luyện kỹ năng lái thành thạo và an toàn. Sau mỗi chuyến bay, hãy kiểm tra trực quan chiếc flycam của mình. Kiểm tra xem vỏ flycam có các dấu hiệu hư hỏng không. Nếu mà có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào ở trên thân máy thì anh em không nên tùy tiện tìm đồ thay thế nhé, mà hãy tìm đến các nơi cung cấp dịch vụ flycam để sửa chữa hoặc là bảo hành. Như thế nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều. Tiếp đến là về phần bảo quản pin. Thì khi mà sử dụng flycam ấy, anh em chú ý những điều này cho mình. Luôn sử dụng flycam khi mà pin đã sạc đầy. Không để pin tiếp xúc với chất lỏng. Nếu mà pin bị ướt thì sẽ bị hỏng vĩnh viễn. Không tháo hoặc lắp pin khi mà flycam đang ở chế độ hoạt động. Thì anh em chú ý, hãy tắt nguồn khi mà tháo lắp pin. Kiểm tra trạng thái của pin trong ứng dụng DJI Go hoặc là DJI Fly sau khi bật nguồn máy bay. Thì trong quá trình điều khiển thì anh em có thể thỉnh thoảng check thông báo nhé về tình trạng pin. Nếu thấy có hiển thị cảnh báo rằng các tế bào pin thất thường hoặc là bị hỏng, hãy ngừng sử dụng pin ngay. Sử dụng pin trong khoảng nhiệt độ cho phép, không sạc pin ngay sau khi sử dụng. Bởi vì là khi anh em sử dụng pin xong, nhiệt độ pin lúc này nó đang ở mức quá cao. Nếu anh em cắm sạc vào, nó sẽ gây ra tình trạng là vượt quá cái nhiệt độ an toàn. Kiểm tra các bộ sạc pin thường xuyên, từ dây cắm, ổ sạc, phích cắm cũng như là đốc sạc vân vân, xem có bị hỏng hóc gì không. Một bộ sạc bị hỏng cũng có thể làm cho viên pin của anh em hoạt động không tốt. Sưởi ấm pin của anh em lên 20 độ C khi mà nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Cái gì cũng vậy thôi, quá là không tốt, nóng quá cũng như là lạnh quá thì đều không tốt nhé. Nếu bạn bay ở trên nhiệt độ 40 độ C thì bạn phải thường xuyên kiểm tra nhiệt độ pin. Nếu nó lên đến quá 65 độ C thì phải hạ cánh flycam ngay để tránh gây hỏng móc. Tiếp đến là bảo quản flycam trong quá trình di chuyển. Khi mà vận chuyển, hãy cất pin và flycam của anh em vào túi đựng chuyên dụng để tránh gây các thiệt hại từ các ngoại lực bên ngoài. Lưu ý là khi di chuyển, tránh để bị va đập, rơi rớt, không để chung pin với các thành phần kim loại. Và chú ý xả pin xuống dưới 30% trước khi bạn cần vận chuyển. Nếu bạn mang lên máy bay thì hãy xả pin xuống dưới 5%. Gắn kẹp gimbal, chiếc gimbal cover khi mà vận chuyển flycam của anh em. Điều này thì sẽ tránh gây thiệt hại cho gimbal một cách hiệu quả. Nếu vận chuyển flycam đi một khoảng cách tương đối xa thì bạn nên hiệu chỉnh lại la bàn trước khi bay. Nên tháo rời cánh quạt khi vận chuyển để đảm bảo an toàn cho chúng. Với DJI Spark thì anh em không cần thực hiện thao tác này. Và một số kinh nghiệm bảo quản flycam khi ít sử dụng hoặc là không sử dụng. Khi mà bạn không sử dụng flycam nữa thì hãy bảo quản ở nơi thoáng mát, không từ trường để tránh gây hư hại đến flycam cũng như là camera, cảm biến vân vân. Và khi cất giữ flycam được khoảng 3 tháng thì bạn nên bảo quản nó ở nhiệt độ 25 độ C, tránh ánh sáng mặt trời tiếp xúc trực tiếp và nên để vào tủ chống ẩm. Xả pin từ 40 đến 65% trước khi cất giữ. Thì qua video vừa rồi, mình cũng đã chia sẻ với anh em một số cách để bảo quản chiếc flycam của mình. Hy vọng là nó sẽ có ích cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video, nhớ để lại một like, subscribe cho channel của Tokyo Camera nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.